Ukraine sẽ dùng vũ khí bí mật nào trong cuộc phản công quân Nga? Xin kính chào quý vị. Trong lúc thế giới còn đang mơ hồ về kế hoạch phản công lớn của Kyiv, các hãng truyền thông của phương Tây đã lục tìm những tài liệu tình báo bị rò dỉ gần đây của Washington và tìm ra thời điểm mà giới chức Hoa Kỳ dự đoán quân đội Ukraine sẽ tiến hành chiến dịch này, ngày 30 tháng 4 tới đây, khi mà các quân đoàn của họ được các nước phương Tây hoàn tất quá trình huấn luyện. Theo các tài liệu dò dỉ này cho biết, Ukraine sẽ huy động ít nhất 12 lữ đoàn, trong đó có 3 lữ đoàn sẽ được tập hợp trong nước và 9 lữ đoàn đã được gửi sang các nước NATO để họ hỗ trợ huấn luyện và trang bị. Mỗi lữ đoàn của Ukraine trung bình có từ 5.000 đến 6.000 binh sĩ, vì vậy tổng quân số trong đợt phản công này có thể nằm trong khoảng 60.000 đến 70.000 người. Chúng ta có thể nắm bắt được điều gì qua những thông tin này? Nga hiện có từ hơn 200.000 đến trên 300.000 quân trên toàn bộ chiến tuyến, Họ vẫn có ưu thế áp đảo về hỏa lực pháo binh và không quân, ngay cả khi không quân của họ không thể làm chủ bầu trời vì lượng lớn vũ khí phòng không mà Kyiv có sẵn và được viện trợ sau này. Việc Ukraine dùng khoảng 70.000 quân để đối đầu với một lực lượng lớn của Nga là không khả thi. Nó chỉ hợp lý khi mà họ dùng lực lượng này để đột phá vào một cứ điểm hoặc một khu vực quan trọng nhất định và nó sẽ không phải là toàn bộ quân số họ có trên toàn bộ chiến tuyến. Có nghĩa là nếu như những thông tin tình báo này là chính xác mặc dù tất nhiên người ukraine có thể sẽ phải thay đổi đôi chút so với kế hoạch ban đầu vì chúng đã bị tiết lộ thì gần như chắc chắn ukraine sẽ chỉ tập trung phản công ở một hoặc cùng lắm là hai địa điểm mà có thể quyết định cục diện của toàn bộ chiến trường nó cũng phù hợp với năng lực của họ vì mặc dù quân số đông và có tinh thần tốt hơn binh lính nga rất nhiều ukraine còn thua kém nga quá xa về rất nhiều khía cạnh đặc biệt ở hai yếu tố nói trên pháo binh và không quân nếu họ lập một kế hoạch phản công trên toàn bộ chiến tuyến thì hoặc là nó quá mức can đảm đến độ liều lĩnh và khó có thể đạt được một thành công như chiến dịch phản công chớp nhoáng ở Kharkiv hồi tháng 9 năm 2022. Vì hiện tại, họ không có sự chủ quan của quân Nga vào lúc đó. Hoặc là nó là một điều ảo tưởng, vì rõ ràng nguồn lực của họ rất khó đáp ứng cho một chiến dịch có quy mô cực lớn trên một chiến tuyến dài đến 1.200 km như vậy. Nếu vậy thì nó sẽ diễn ra như thế nào? Và ở địa điểm nào? vì rằng thông tin tình báo bị dò dỉ không tiết lộ cho chúng ta điều đó. Melitopol chắc chắn sẽ là một mục tiêu tiềm năng, mà gần như là duy nhất để mang lại thành công lớn nhất với ít công sức nhất, không phải chỉ nằm ở kế hoạch đánh chiếm này, mà là cho toàn bộ cuộc kháng chiến chống xâm lược của Ukraine. Khoảng cách từ thành phố này đến các khu vực của Ukraine kiểm soát chỉ vào khoảng 80 km. Nó còn có một lợi thế đáng kể nữa, đó là một khu vực đầm phá rộng lớn từ ngoại ô thành phố kéo dài đến bờ biển Azov sẽ rút ngắn quãng đường phản công của quân đội Ukraine. Và người Ukraine cũng chỉ phải thiết lập một phòng tuyến dài gần 100 km so với từ 150 đến 200 km ở các khu vực khác để chia cắt lực lượng của Nga. Mà đây mới là lý do chiến lược để họ tái chiếm thành phố đã bị Nga chiếm ngay từ những ngày đầu của cuộc chiến này. Về mặt địa lý, Melitopol là một ngã tư đường quan trọng trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Tổng thống Nga Putin ở Ukraine. Chiếm được nó đã giúp Nga điều phối các lực lượng trên chiến trường một cách linh hoạt, từ Crimea và Kherson sang Jabalichia và Donbass và ngược lại. Nó cũng có thể là cầu nối cho các cuộc tấn công của Nga trong tương lai lên phía Bắc để đánh chiếm thủ phủ của tỉnh và là thành phố cùng tên. Năng công thiện thủ chính là điều có thể hình dung về vị trí chiến lược này. Phía Bắc có hồ thủy điện Novakakoka làm bình phong, phía Nam có khu vực đầm phá rộng lớn thuộc công viên quốc gia Priyazovsky làm hậu viện sẽ giảm tối đa không gian quân đội đối phương có thể triển khai quân lực để công đánh. Nhưng như quý vị cũng biết, Nga biết là Ukraine có thể phản công ở đây, nên thời gian qua họ đã củng cố phòng tuyến Melitopol một cách chắc chắn bằng 3 lớp phòng thủ với hào chiến đấu, chứa ngại vật, hào chống tăng và cả bãi mìn. Nó khiến cho việc phản công của Ukraine nếu như được tính toán không chu toàn sẽ không khác gì tự sát. Nếu tiến đánh Chaborichia thất bại hoặc tệ hơn là thương vong binh lính số lượng lớn, thì nó không chỉ ảnh hưởng đến nguồn lực tinh thần của binh sĩ và niềm tin của người dân mà còn là sự hoài nghi của phương Tây về việc có nên tiếp tục viện trợ cho Kyiv theo cách những tháng gần đây diễn ra để kết thúc cuộc chiến này hay không. Còn chủ bài ngoài những vũ khí uy lực khủng khiếp mà phương Tây viện trợ cho Kyiv trong thời gian qua như các xe tăng Leopard 2, Challenger 2, hàng trăm thiết giáp chiến đấu Striker AMX 10, M2 Bradley. Marder thì Ukraine còn thứ vũ khí nào uy lực hơn mà đáng được gọi là át chủ bài khi so sánh với những vũ khí hiện đại và đắt giá này. Như một lẽ đương nhiên, Kyiv sẽ không còn vũ khí bí mật nào tốt hơn những xe chiến đấu kể trên để đột kích trực tiếp vào phòng tuyến của quân Nga. Nhưng nếu như phía Nga đã phòng bị trước thì ngay cả những cô chiến xa lợi hại như Leopard hay Challenger cũng sẽ gặp trở ngại. Người Ukraine có thể sẽ phải kéo sự chú ý của Nga ra khỏi những khu vực mà họ đang dự định phản công thậm chí là làm sụp đổ phòng tuyến của Moscow bằng việc đánh vào tinh thần của quân nhân của họ và những con bài giấu kỹ của Kyiv sẽ có không gian để thể hiện. Đây chính là câu trả lời cho quý vị. Các USV, các xuồng cảm tử không người lái với tầm hoạt động cực xa lên đến 400 km. Nói là cực xa, mặc dù 400 km không phải là một khoảng cách quá lớn đối với các vũ khí hiện đại, nhưng nó là không tưởng với người Ukraine trước khi cuộc chiến nổ ra. Hơn nữa, nó còn có thể truyền hình ảnh trực tiếp cho những người điều khiển. Gần như chắc chắn một điều, Kyiv đã được phía Mỹ hỗ trợ chia sẻ các tín hiệu vệ tinh băng thông rộng, hoặc là họ đã phải chỉnh sửa các bộ thu phát của hệ thống internet vệ tinh Starlink mới có thể làm được điều này. Sau cuộc tấn công vô cùng thành công vào quân cảng Sevastopol, căn cứ chính của hạm đội biển đen của Nga hôm 29 tháng 10 năm 2022, đánh hỏng xoái hạm Đô đốc Makarov cùng một vài chiến hạm khác mà cho đến nay người Nga vẫn chưa thể đưa trở lại hoạt động. Hôm 11 tháng 11, tức là sau đó chỉ chưa đầy 2 tuần, chính quyền Ukraine đã tổ chức gây quỹ trực tuyến để có được 100 phương tiện loại này. Giá của mỗi một thiết bị vào khoảng 250.000 đô la và họ dự định có 100 chiếc. 25 triệu đô cho những vũ khí lợi hại, hiệu quả và đánh đúng vào tử huyệt của đối phương thì không phải là một con số lớn. Không phải là điều mà Ukraine không thể bỏ ra ngay cả khi họ không có đủ tiền quyên góp và chắc chắn họ sẽ không định để dành chúng cho đến khi chiến tranh đã kết thúc. Mỗi xuồng không người lái này nặng 1 tấn và mang được đầu đạn 200 kg, quá đủ để vô hiệu hóa bất cứ tàu chiến hay tàu ngầm nào hiện đang biên chế trong hạm đội biển đen của Nga. Như quý vị đã biết, tên lửa chống hạm Neptune, thứ đã đánh chìm cố soái hạm Moskva của Nga chỉ có đầu đạn nặng 150 kg. Hơn nữa, chính chiếc soái hạm Makarov cỡ 4.000 tấn đã bị đánh hỏng nếu không muốn nói là hỏng hoàn toàn vào cuối tháng 10 năm ngoái và cho đến giờ người Nga vẫn chưa thể đưa nó ra để chụp ảnh selfie như một minh chứng bác bỏ các tuyên bố của phía Ukraine. Makarov là tàu chiến thuộc loại lớn nhất của hạm đội Biển Đen của Nga sau khi tuần dương hạm moskva nặng 12.000 tấn bị bắn chìm. Có thể tưởng tượng được hậu quả nếu các tàu chiến và tàu ngầm khác của Nga bị tấn công bởi những USV này. Cuối tháng 10 năm ngoái, Ukraine chỉ sử dụng có 10 chiếc xuồng cảm tử đã có thể đánh hỏng ít nhất 3 chiến hạm trong quân cảng Sevastopol nếu vậy thì sẽ ra sao nếu họ sử dụng đến 100 phương tiện? Và nếu như may mắn đứng về phía họ, khi một nửa hạm đội Biển Đen bị xóa sổ thì liệu đó có phải là một đòn tâm lý quá đội thành công như kế tứ diện sở ca của Trương Lương giúp Hàn Tín phá quân hạng vũ năm xưa hay không? Quân Nga phòng thủ trận tuyến sẽ có thể tiếp tục giữ niềm tin chiến thắng khi mà ngay cả những căn cứ được bảo vệ vững chắc nhất ở hậu phương cũng bị tấn công tơi tả. Thực tế, người Nga có rất ít phương án để phòng thủ trước những chiếc USV này vì họ gần như chưa từng có chuẩn bị gì để đối phó với chúng trước đây. Nó khác với các UAV, thứ mà đã khiến Nga thất điên bắt đảo ở giai đoạn đầu, nhưng sau đó đã lấy lại được cân bằng vì họ có một số lượng rất lớn các hệ thống phòng không với đa dạng các chủng loại để chống lại chúng. Nhưng tác chiến dưới mặt nước luôn là một điểm yếu cố hữu với Nga và nói thẳng ra, họ chưa bao giờ là một cường quốc hải quân thực thụ, ngay cả từ trước thời Liên Xô cướp công thành quả của cuộc cách mạng phi quân chủ ôn hòa tháng 2 năm 1917 bằng một cuộc tạo phản tàn nhẫn và bạo lực hơn vào tháng 10 cùng năm. Chúng ta xem lại video và thấy các tàu chiến của Nga lúng túng ra sao khi ngăn chặn một số lượng nhỏ các xuồng cảm tử chỉ có tốc độ tối đa 80 km h này, tấn công trong một khoảng thời gian rời rạc suốt mấy giờ đồng hồ. Chính xác là 10 chiếc trong khoảng thời gian 5 tiếng. Nó không phải là một cuộc tập kích ô áp đủ để khiến hạm đội Hắc Hải phải luống cuống tay chân. Ngoài các USV, Người Ukraine còn thông báo về việc hoàn thành thử nghiệm một loại UAV tấn công có tầm xa lên đến 1.000 km hồi tháng 1 vừa qua, và nó cũng có thể làm cho hậu tuyến của Nga rối loạn, thậm chí tấn công vào chính những căn cứ quan trọng bậc nhất của họ như sân bay chiến lược Enzo. Ngay cả Điện Kremlin cũng phải bố trí những hệ thống phòng không tầm gần sau khi phía Ukraine tập kích sân bay chiến lược này tới 2 lần hồi tháng 12 năm ngoái. 1.000 km là quá đủ để có thể tấn công sâu vào hậu tuyến của Nga, Mặc dù chiếc UAV được cho là có kích thước nhỏ hơn chiếc xuồng không người lái khá nhiều, 75 kg so với 1 tấn. Nó lại có sự linh hoạt và nhất là nó có thể tái sử dụng nhiều lần mặc dù vẫn có chức năng tấn công cảm tử. Những cuộc tấn công tầm xa này sẽ diễn ra đồng thời với các loạt đạn M31 và JLSDB với tầm xa từ 80 đến 150 km của hệ thống HIMARS, rồi sau đó mới đến pháo binh và các đợt xung kích của bộ binh thiết giáp, nơi mà những Leopard hay Challenger sẽ lập công nó có thể được yểm trợ bằng các đội biệt kích đổ bộ qua sông Dni Pro ở khu vực Kherson để quấy nhiễu hậu tuyến, cũng có thể là sức ép từ toàn bộ quân đội trên chiến tuyến dài 1.200 km để quân nga ở khu vực Melitopol không nhận được chi viện đáng kể. Sự tiêu hao đạn dược và nhân mạng trong cuộc công hãm Bắc Mút và những tên lửa tấn công mặt đất tầm xa đắt tiền của nga và ukraine trong mùa đông vừa qua sẽ không thể được bù đắp bằng việc khởi động dây chuyền sản xuất những quả bom dẫn đường hạng nặng mà dám chắc thiết bị dẫn đường cũng sẽ bị tiêu hao trong thời gian rất ngắn. Người Nga đang tự bắn vào chân mình trước khi những người Ukraine bắn vào đầu họ. Nhưng đáng tiếc là phía những người đang bảo vệ đất nước của mình trong cuộc chiến chống lại quân xâm lược chưa có được sự hỗ trợ hết mình từ phương Tây, bao gồm tiêm kích F-16. Trong khi mà các thông tin dò dỉ tiết lộ tình trạng phòng không của Ukraine sẽ suy giảm đáng kể vào tháng 5 này, người Đức đã chuyển giao cho họ một tổ hợp phòng không tầm xa Patriot và một hệ thống phòng không tầm trung Iris-T và Hoa Kỳ sắp tới cũng sẽ chuyển giao cho họ một hệ thống Patriot nữa. Vài hệ thống còn chưa đủ để bảo vệ toàn bộ Ukraine, nhưng là tạm đủ để khiến họ yên tâm bảo vệ những khu vực quan trọng như thủ đô Kyiv và những địa điểm tập trung lực lượng quan trọng cho cuộc phản công này. Mặc dù kế hoạch phản công là độc nhất vô nhị từ xưa đến nay, xét cả về mức độ chênh lệch hỏa lực, vị thế của hai bên, và quan trọng nhất là với quy mô mà những vũ khí hiện đại bậc nhất thế giới chưa từng được sử dụng ở trong thế kỷ 21. Vì thế còn rất nhiều tranh luận liên quan đến kết quả cuối cùng của nó, Tuy vậy, có lẽ người Ukraine sẽ được khích lệ bởi những nhận xét của một cựu chỉ huy cấp cao của quân đội Mỹ sau đây. Những gì chúng ta sẽ thấy trong cuộc tấn công xuân hè là các lực lượng mới của Ukraine hiện đang được huấn luyện ở Đức, Ba Lan, Anh và cả Ukraine. Và theo tôi, họ sẽ đạt được mục tiêu của mình. Tôi có thể thấy rằng người Ukraine đang học hỏi phát triển và ngày càng tốt hơn. Và đó là lý do tại sao tôi có thể nói rằng họ sẽ làm điều mà người Nga không thể làm được, tiến hành một chiến dịch quân sự quy mô lớn đây là những nhận định của tướng David Petraeus, cựu chỉ huy lực lượng Hoa Kỳ tại Iraq và Afghanistan. Thời điểm phản công có lẽ sẽ không phải 30 tháng 4. Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Ukraine Danilov cho biết nó sẽ không diễn ra trước mùa hè. Chúng ta có lẽ sẽ phải đợi đến sớm nhất là tháng 6, hoặc cũng có thể là sớm hơn hoặc muộn hơn đôi chút. Nhưng theo suy đoán của chúng tôi, nó sẽ phải diễn ra sớm thôi. Nếu không thì Ukraine nguy mất. Vì quân Nga đang làm quen tốt hơn với cuộc chiến, mà nhiều người đồn đoán rằng tổng thống của họ Vladimir Putin đã phải chuẩn bị mất 20 năm. Bình luận của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quân sự Mở và Vũ Hoàng xin chào và hẹn gặp lại.